Chiều nay, đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã đi kiểm tra công tác phòng chống dịch COVID-19 tại cơ sở cách ly tập trung số 1, Trung đoàn 126 ở huyện Ân Thi, công tác phòng chống dịch COVID-19 tại huyện Khoái Châu và Văn Giang. Tại cơ sở cách ly tập trung số 1, đồng chí Nguyễn Duy Hưng biểu dương những nỗ lực của đội ngũ cán bộ chiến sĩ, y bác sĩ từ đầu năm 2021 đến nay đã tổ chức cách ly cho 18 đợt với gần 3.400 người. Đơn vị cần quan tâm bảo vệ sức khỏe cho cán bộ chiến sĩ cũng như thực hiện nghiêm hướng dẫn của Bộ Y tế trong phòng chống dịch cũng như kỷ luật của quân đội. Kiểm tra tại xã Tân Dân, nơi phát hiện ca bệnh nhiễm COVID-19, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu huyện Khoái Châu và xã Tân Dân huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc để ngăn chặn dịch COVID-19, kiểm soát chặt người ra vào địa bàn, đồng thời khuyến cáo cho người dân thực hiện khẩu hiệu 5K và phải trung thực trong khai báo y tế, lịch sử di chuyển, tuân thủ các quy định về cách ly tập trung, cách ly tại nhà, tặng quà tại hai chốt kiểm soát phòng chống dịch COVID-19 tại huyện Văn Giang. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh, công tác phòng chống dịch COVID-19 còn có thể kéo dài, vì vậy các chốt phải bố trí lực lượng hợp lý, kiểm soát chặt chẽ người và phương tiện ra vào địa bàn tỉnh theo quy định. Cùng với đó, cần linh hoạt đối với các phương tiện chở nguyên liệu phục vụ sản xuất và tiêu thụ nông sản.